Rồi, hello anh em ha. Hôm nay em về máy hợi anh em. Con này là siêu hợi luôn anh em. Một con Komatsu nha. Komatsu 381. Komatsu GZ381. Mà cái con này đời này đời cao anh em, nên là thường thường là máy hãng của Komatsu á là nó sản xuất tại Nhật anh em. Nhưng mà cái con này á đời cao, hiện tại nhà máy đang đặt ở Mỹ anh em. Đây là con này sản xuất tại Mỹ nha. GWAT nè, GZ381 nè. Sản xuất 2019 luôn anh em, hàng bãi mà 2019 rất là siêu cao luôn anh em. Hàng bãi Nhật mà như vậy thì rất là cao anh em. Máy Inu XA nè anh em. Nè, máy Inu XA nè ha. XA là Mỹ nha. Con này là sản xuất tại Mỹ nha. Bô còn rất là đẹp luôn anh em. Con này phải nói chạy thì phải nói đẳng cấp anh em. Anh em mà mua này về sử dụng gia đình hoặc là khai thác tầm trung á thì quá đẳng cấp anh em, chạy cực kỳ ngon luôn, tiết kiệm xăng, mạnh, bền, không có điều nào để diễn tả được con này đâu. Máy mà để làm ra thị trường châu Âu thì anh em cũng biết rồi ha, của Su của Nhật nhưng mà sản xuất tại Mỹ anh em. Thông số là 40.9 cc anh em, đầu máy nặng 4,4 kg là chưa làm sên chưa xăng nhớt nha. Em tích hỏi em nói luôn, con này giật cho lực cái bơm sơn phụ nha anh em. Con này máy ghim chăm chăm bán ra bảo hành động cơ neo là 12 tháng nha. Con này em bán cho anh em là 2,9 củ nha anh em, 2.900.000 nha. Bán cái giá này hỏi nói nha anh em, đẳng cấp nha. Dòng này là hôm nay chạy cực kỳ đẳng cấp nha anh em. Nhìn nấu cực kỳ nha.